Chào mừng các bạn, mình tên là Ben, Master Trainer tại California. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập đầu tiên, đó là Cardio. Cardio là một bài tập phát triển về sức bền tim phổi, giúp các bạn phát triển về sức bền toàn thân, toàn diện. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu! Bây giờ chúng ta sẽ khởi động trước khi mình tập cardio nha. Xoay cổ 5 nhịp. 3 2 1. Ngược lại. 5 4 3 2 1. Xoay cánh tay. 5 4 3 2 1. Ngược lại. 5 4 3 2 1. Rồi, xoay hông. 5 4 3 2 1. Ngược lại. 5 4 3 2 1. Chúng ta chuyển qua xoay gối. 5 4 3 2 1. Ngược lại. 5 4 3 2. Ok. Cuối cùng là xoay cổ tay cổ chân. Yeah, xoay tròn cổ chân. Rồi, đổi bên. Rồi. Bài tập đầu tiên của chúng ta đó là step lên. Chúng ta sẽ bước ra sau nha. Đảm bảo là cái step của mình phải là 2 bước chân. Mình sẽ có mỗi bên 12 bước. Ok. Bắt đầu. Step. Go. Trái. Lên. Phải. Lên. Trái. Lên. Phải. Yes. 3. Tiếp tục đi nào. Good. Keep your back straight. 4. Good. 5. Đảm bảo bước chân của mình đủ độ dài. 6. Em nhìn thẳng về trước. Yes. 7. Very good. Keep going. Đúng rồi. 8. Yeah. Khi dùng sức mình thở ra. 9. Good. 10. Cố lên mọi người. Những bước cuối quan trọng. 11. Bắt đầu chân rung rồi hả? Ok. Rest. Hít thở thật sâu. Mình sẽ có 15 giây để mình rest. Mình sẽ giới thiệu bài tiếp theo. Đó là jump squat. Thực hiện jump. Đưa tay lên cũng được, đưa xuống cũng được. Jump squat. Chúng ta sẽ thực hiện trong vòng 30 giây. Nhưng mà trước đó thì các bạn sẽ nghỉ ngơi thật là sâu. 10 giây nữa nha. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Jump squat bắt đầu. 1 2 3. Yeah. Good. Keep going. Giữ hơi thở ổn định. Siết cái phần core. Very good. Chúng ta có 15 giây cuối. Cố lên các bạn. Yes. Năng lượng lên nào. Good. Tươi lên. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Ok, good. Bài tiếp theo của chúng ta đó là bài bước sang ngang squat. Side squat. Chúng ta sẽ mỗi bên chúng ta sẽ thực hiện 12 lần. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi. Mình sẽ bước bên trái trước nha, thống nhất. Ok. 3 2 1, bắt đầu. Yes. 1. Bước phải, bước trái. Bước trái, yes. Phải. 2. Trái. Phải. 3.
Make sure là cái lưng mình thẳng. Squat, ok. Đúng rồi. Bên trái, bên phải. Yeah. Lên. Yes. Good. Five. Tốt. Six. Đúng nhịp nha các bạn. Cố gắng lên, giữ cái core chắc. Seven. Cổ nhìn thẳng em. Đúng rồi. Eight. Good. Nine. Keep going. Ten. Những lần sau cùng quan trọng. Mắt nhìn thẳng về trước. Giữ hơi. Eleven. One more. Ok. Stop. Hít thở thật sâu. Chúng ta còn bài cuối cùng. Đó là bài Burpee. Nên cần phải đủ hơi nha. Ok. Burpee sẽ thực hiện như sau. Hai tay đặt xuống, rộng bằng vai. Bước chân ra sau với level thấp nhất. Rồi mình bước lên. Đối với các bạn nữ lựa chọn jump. Bước ra sau. Bước lên. And jump. Make sure là cái lưng thẳng. Ok, bước. And jump. Đối với các bạn nam thì chúng ta có thể bật nhảy ra sau. Bật. And push up. Jump. Jump. Ok, đó là sự lựa chọn cao hơn. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu. Let's go, 12 round. 1, ok, cho đều nha. Good, giữ hơi, chắc. 2, 3, rất là tốt. Very good. 4, chống tay. Five, thở sâu. Good, chống tay. Very good. Six, keep going. Wow, wow. Seven. Good. Eight. Go. Nine. Chúng ta còn 3 lần cuối. Yeah. Ten, two more. Last one. Wow, 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 very good. Rồi, hít thở thật sâu. Và chúng ta cố gắng hít thở nhiều hơn, 5 nhịp. Rồi sau đó mình sẽ thả lỏng tại chỗ, cool down. Ok, đưa tay lên cao, hít sâu, duỗi tay xuống. And relax, thở. Cố gắng cái gối mình thẳng, thở. Ok. Bạn nào dẻo thì có thể nắm hai cái gót chân của mình, gập cái lưng vào, càng sâu càng dẻo. Rồi bơm ấp người lên một chút. Relax. Ok, lấy năng lượng, đưa xuống. Yes. Rồi chúng ta đã kết thúc bài tập cardio ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Xin chào.